Dạ vâng, em này xin được mến chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã trở lại với kênh của Chu Du Audio Bắc Giang. Buổi tối ngày 11 tháng 7 năm 2024, bên em lại tiếp tục lên sóng để giao lưu với các bác hai bộ mic Bio 790A. Thì các bác đang nhìn trên màn nhỏ đây rồi. Hôm nay em có hai bộ rồi. Lên sóng để giao lưu với các bác với cái giá rất là mềm và rất nhiều ưu đãi cho các bác nhá. Thì bình thường những cái bộ mic 790A như thế này mà tay da cá như thế này thì em đang bán là 2,3 triệu, bao ship tặng nguyên sạc. Tuy nhiên là ngày hôm nay em sẽ sell cho các bác với giá kịch sàn luôn các bác nhé. Đấy, thì cái lô này của em thì nó về được mười mấy bộ ấy, thì nó có vài cái mẫu khác, ví dụ như là lô trước của em là 16 bộ titan thì em bán hết rồi. Đấy, thì ngày hôm nay được còn hai bộ tay da cá màu xám này các bác nhé, tay da cá màu xám xanh rất là đẹp các bác nhé. Thì cái lô này của em toàn bộ về nó có một cái chữ ký của phòng hát ở bên này, có một cái chữ phòng hát, cái người ta đánh dấu cái tên phòng hát ở đây. Đấy. Thì các bác xem kênh của em biết rồi, lô này về có 16 bộ titan và có hai bộ tay da cá như thế này. Thì titan em đã bán hết rồi, thì còn hai bộ tay da cá này thì em tiếp tục lên sóng cho bác để giao lưu với các bác. Và ngày hôm nay thì hai bộ này vẫn tất cả chi tiết rồi gan thì nó sẽ được khui ra ngay sau đây. Bộ này thì tất cả date của nó là, lô này cả date của nó là tháng 9 2018 các bác nhá. Tất cả đều tháng 9 2018 và tần là 60-690 các bác nhá. Đây. Đằng sau thì có rắc lông, rắc 6 ly đầy đủ chỉnh độ nhạy vào và có anten. Đấy. Tất cả như vậy. Thì tất cả cái lô này của em thì nói tương chung là nó khá là sạch đẹp. Đấy, từ cái lắp lưng lắp biếc này. Đấy, có hai bộ đây em quay cả đây. Đấy, lắp lưng rất là sạch đẹp các bác nhé. Đây này, những cái bụi này. Đấy, bụi này. Đấy. Các bác nhìn lắp lưng này rất là sạch. Thứ hai là mặt mũi khá là sạch đẹp các bác nhá. Mặt mũi khá là sạch đẹp. Ở hai cái bộ này thì một bộ này nó có một điểm sức trắng ở đây. Sức nhẹ bằng móng tay và một bộ có điểm sức trắng nhẹ ở dưới góc này. Đấy, thì hai bộ này thì gần như đẹp đều như nhau, mỗi bộ bị mất một cái chấm nhỏ thôi. Đấy, thì còn những cái góc này thì có vài cái điểm chấm nhỏ nhỏ này do người ta lắp tay bắt tủ máy thì không thể tránh được các bác nhé. Lô này bộ nào của nó cũng có mấy cái vết ở cái đầu tay bắt tủ máy này. Đấy, không tránh được các bác nhé. Thì hàng bên em thì bán quay rất là chi tiết. Và đây là ruột gan của nó các bác nhé. Ruột gan của này thì hộp sóng to này em quay rất là nhiều rồi. Đấy, hộp sóng to này. Đấy, đây các bác nhìn trực tiếp đây. Những cái vị này thì em quay rất là nhiều rồi, nhưng mà mỗi một bộ mic thì khi mà giới thiệu sản phẩm cho các bác thì em đều quay lại cho các bác. Ok chưa? Đấy. Thì các bác nào mà xem hay xem kênh của em thì đều biết rồi, em quay rất là chi tiết chứ không phải không. Tất cả linh kiện này, men vỉ các thứ còn sạch đẹp và rất là mới các bác nhé. Đấy, đây. Trên bên trên phía bên trên của nó các bác nhìn này. Đấy, những cái lớp mà sơn lớp nhũ còn rất là đẹp các bác nhé. Đấy. Chỉ xước chỗ nào thì em quay chỗ đấy. Đấy, những cái cạnh tay này thì nó không tránh được đâu các bác nhé. Đấy, những cạnh tay này bộ nào cũng vậy, không tránh được đâu. Đấy. Thì những cái cạnh tay này khi mà các bác lắp cái tay bắt tủ máy vào đây này, các bác lắp cái tay bắt tủ máy vào đây này, thì nó sẽ che khuất được hết. Đấy. Và cũng không ai nhìn sang bên cạnh tay đấy, ok chưa? Đấy. Thì hai bộ này có những điểm xước như thế nào thì bọn em được quay rồi, chỉ có vài cái điểm xước bằng đầu tăm này thôi, thì gần như là mic bãi thì gần như không có bộ nào tránh khỏi. Thế còn về tay thì các bác có thể nhìn trực tiếp đây, tay của nó là tay da cá màu xám xanh các bác nhé. Dọ có chữ bay UVS. Tất cả chân pin ruột nhựa các thứ thì em bao đẹp lộng lẫy cho các bác này, tem này. Đấy. Chân pin ruột nhựa sáng sạch các bác nhá. Cái này bụi bẩn bọn em sẽ vệ sinh sạch cho các bác trước khi gửi đi. Các bác an tâm. Hàng em trước khi gửi đi cho các bác sẽ sáng sạch. Con này sử dụng củ K8 nha các bác nhá. Củ K8 màu xanh luôn. Ok chưa? Tất cả là em bao zin 100% cho các bác, em bao zin nguyên bản cho các bác nhá. Đấy, củ này mà không zin thì các bác cũng không mua được củ nào zin hơn. Củ này không hay thì các bác không mua được củ nào hay hơn. Riêng củ K8 này bao cho anh em hát hay dễ hát. Đấy, giảm ru rít cực kỳ là tốt và tiếng của nó cực kỳ là đều dài các bác nhá. Củ K8 là một trong dòng củ mà em vẫn thích nhất từ trước này, rất là dễ hát mà rất là dễ ghép dàn các bác nhá, tiếng nó ra rất là đều dài và hát rất là nhẹ. Đấy. Có hai bộ thôi và em xin phép báo giá luôn, các bác xem video đừng tua các bác nhé, có vài phút thôi. Những cái bộ này em có vài phút thôi, em quay rất là gần đây cho bác này, tất cả đều tâm đắc cho các bác rồi. Đấy. Và hai bộ này ngày hôm nay em sẽ sell cho các bác giá chỉ còn 2.100.000 một bộ các bác nhá, 2.100.000 một bộ. Đấy, sản phẩm bên em được bao ship này, tặng full phụ kiện như thế này các bác này. Đấy, các bác khi nhận hàng được tặng full phụ kiện như thế này này, một bộ chống lăn trên dưới, chống sốc trên, chống lăn trên và chống sốc bên dưới này. Đấy, đẹp như thế này luôn cho các bác. Hàng bao đẹp, bao xịn cho anh em. Ok các bác. Và tất cả sản phẩm hai bộ này thì các bác khi nhận hàng được, mỗi một bộ mic đều được tặng một bộ pin sạc 3300 mAh, bây giờ sạc 4 cổng cưỡng áp có màn hình báo pin, cặp tai bắt đủ máy, dây 6 ly cong như thế này. Đấy, dùng nguồn đầy đủ và một túi đựng micro tay micro như thế này trị giá 100.000 nữa. Đấy, tất cả tổng trị giá phần quà này các bác biết rồi, gần 400.000 của em rồi. Đấy, gần 400.000 của em phần quà như thế này rồi. Đấy, mà các bác mua bộ mic này giá chỉ có 2.100.000 thôi, bao ship bảo hành 3 tháng, lỗi một đổi một cho các bác nhé. Đấy, bác nào mà có nhu cầu các bác cứ alo trực tiếp vào số điện thoại của em là 0378 030 730. Các bác nhận hàng được
Và các bác có thể gọi sang số thứ hai của em là 0345220556. Anh em ở gần thì cũng có thể qua nhà em mua hàng tại địa chỉ tại xóm Chùa, Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang các bác nhé. Anh em đến nhà thì các bác chọn bộ nào tùy thích. Thế còn bọn em gửi thì nói thật sự các bác là hai bộ này thì nó như nhau, không có cái điểm gì khác nhau cả. Đấy, thì em sẽ đóng vào gửi bất kỳ cho bác nào nhận được bộ nào thì nó cũng đều đẹp như nhau. Hai bộ này thì gần như là 199 100. Đấy, không biết bộ nào đẹp hơn bộ nào cả. Thực sự mà nói là không biết bộ nào đẹp hơn bộ nào để mà nhặt cả. Vì hai bộ này nó gần như là như nhau. Đó. Có hai bộ thôi. Thì giá là 2.100.000 bao ship full phụ kiện cho anh em nhé. Bác nào mà chốt thì cứ alo trực tiếp cho em vào hai số điện thoại này. Các bác đang xem thì tặng cho em Du xin một nút like các bác nhé. Bác nào mà chưa đăng ký kênh cho em xin một lần đăng ký kênh và bấm nút chuông để theo dõi các sản phẩm tiếp theo của anh em. Video chỉ có hai bộ mic thôi, và những cái dòng sản phẩm bay này thì em chỉ giới thiệu chi tiết ruột gan và nội thất cho các bác một lần nữa. Lô nào thì giới thiệu lô đấy, bộ nào giới thiệu bộ đấy. Sau đó là sẽ kết thúc livestream và xin phép alo thử tiếng mic cho các bác nhé. Và các bác cũng lưu ý là tất cả những cái dòng mic bay 790, 790A này thì 100% có tự ngắt gia tốc các bác nhé. Thì các bác khi mua hàng cũng không cần hỏi nó có gia tốc hay không. Bộ này thì em đang chưa bật tự ngắt. Thì các bác nào mà chưa biết bật tự ngắt thì em cũng giới thiệu luôn cho các bác. Đây mic đang hoạt động này, chưa bật tự ngắt này. Các bác nhấn vào giữ phím nguồn khoảng độ 10 giây. Nó tắt đi các bác vẫn phải giữ nhá, đừng nhả nha, nhả ra là mất tác dụng nhá. Nhả ra thì nó thay là nó chỉ là tắt bật bình thường thôi. Các bác phải nhấn vào giữ khi nào nó hiện chữ on trên này thì các bác đặt xuống này. Mic đang hoạt động nhá. Đấy. Các bác đặt xuống khoảng 3 giây thì các bác nó sẽ không hút cái tiếng mic vào nữa. Đấy. Đúng không các bác? Nó sẽ không hút cái tiếng người nói hay là tiếng tạp âm bên ngoài vào nữa. Đó, thì những cái trường hợp tự ngắt như thế này thì các bác để như này, ví dụ như các bác đang hát mà muốn nói chuyện, các bác để mic xuống bàn khoảng 3 giây nữa, 3 đến 4 giây nó sẽ tự động nó ngắt tiếng, các bác nói chuyện thoải mái, nó không vang vào loa, nó không vang vào bộ dàn âm thanh nữa, các bác nói chuyện bình thường. Khi nào các bác muốn hát quay trở lại, các bác chỉ cần cầm lên thôi là các bác lại hát bình thường, mic nó sáng màn hình lên, các bác hát bình thường, sau khoảng 3-4 giây nó lại ngắt màn hình. Đấy. Và cái này các bác để lâu khoảng độ 5-7 phút là nó sẽ tự động tắt nguồn các bác nhé. Các bác ví dụ các bác để mà quên không tắt nguồn ấy. Em cũng không đo chính xác là bao nhiêu phút thì nó sẽ tắt nguồn, nhưng mà khoảng 5 đến 7 phút đến 10 phút là nó sẽ tự động tắt nguồn. Nếu như mic không được hoạt động là nó sẽ tự động tắt nguồn. Đấy, các bác nhé. Khi các bác làm rơi thì nó sẽ không phát ra tiếng nổ. Đấy, các bác nhé. Và mic alo bình thường. Đây em sẽ phép alo thử tiếng mic cho các bác nghe thử luôn các bác. Đấy. Các bác đeo tai nghe vào để thẩm âm các bác nhé. Giải con này cực kỳ là đều và cực kỳ là nhẹ, hát dễ hát các bác nhé. Mật 2 4 5 6 7 4 4 7 6 9 1 2 6 9 1 2 4 5 6 7 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Con này thì tiếng nó quá đẳng cấp rồi các bạn, không có điểm gì để chê luôn. Anh em mua hàng Zalo trực tiếp vào số điện thoại của em nhé, vào hai số điện thoại của em hoặc kết nối Zalo cho em nhé. Các bác nhận hàng được phép kiểm tra hàng trước khi thanh toán, được phép kiểm tra chữa hàng trước khi thanh toán. Anh em nào mà xem kỹ video rồi chốt không cần phải cọc, còn các bác nào mà hỏi những cái vấn đề mà em đã nói trong video rồi thì các bác sẽ phải cọc bọn em gửi hàng, bởi vì tất cả những cái mà bọn em đã nói trong video rồi thì các bác đừng hỏi lại nữa. Đấy, ví dụ như là mic có tự ngắt không, mic có gia tốc không, những cái câu hỏi đấy các bác hỏi lại thì chắc chắn là các bác không xem video rồi, hay là giá bao nhiêu. Đấy, thì những cái này bọn em đã mất công làm video, bọn em đã báo chi tiết rồi gan và những cái câu đấy bọn em đã trả lời hết ở trong video rồi. Thì các bác mà hỏi lại những câu đấy thì đương nhiên chắc chắn một điều rằng các bác không xem video. Và không xem video thì đương nhiên khi mua hàng bọn em đều phải yêu cầu cọc. Đó. Thì các bác cũng đừng tự ái, bởi vì mình cũng mua mic để dùng mà mình còn chả buồn cả xem video. Thì bọn em lại cứ gì bọn em không bắt các bác cọc. Không bắt các bác cọc thì hàng đến nơi thì các bác lại bảo là bộ mic của anh nó như thế nào ý nhỉ, mới lại sản phẩm của anh nhận có những cái gì ý nhỉ, thì nó rất là khó cho bọn em. Đấy, vì bọn em bán không biết bao nhiêu khách. Thế bây giờ các bác gọi điện đến các bác hỏi mỗi là của anh có những cái gì nhỉ? Thực sự mà nói là để bọn em nhớ được từng người có những cái gì bọn em không thể biết được. Mà tất cả trong video như thế nào các bác nhận hàng sẽ là có đủ như vậy. Các bác cứ kiểm tra đúng như vậy các bác nhận hàng cho em nhé. Đấy, để tránh trường hợp các bác bảo là mày bán hàng lại chả biết thì của mic của tao có những cái gì. Bởi vì thực tế mà nói là em không thể nhớ là anh này mua cái gì của em được. Một có thể là một tuần sau cái bộ mic này nó mới đến miền Nam. Hoặc là 5 ngày sau cái mic này mới đến miền Nam. Mà tự nhiên em bán một năm đến 7 ngày bọn em bán hàng mấy chục bộ mic mà các bác tự nhiên các bác đùng các bác hỏi là bọn em không thể nhớ được ai mua cái gì được. Đấy, các bác phải biết là bọn em không thể nhớ được từng khách hàng một được. Chỉ có khách hàng mình mua có một bộ mic thì mình chắc chắn mình sẽ nhớ. Nhưng bọn em bán là không biết bao nhiêu bộ mic. Bọn em đâu không phải bán mỗi hai bộ này mà bọn em sau khi bọn em gửi hai bộ này đi bọn em lại tiếp tục bán những bộ khác, tiếp tục bán những bộ khác. Đấy, thì không thể nhớ được cái bộ của 5 ngày trước là bán những cái là như thế nào cả.
có thể bộ này nó có cái túi đựng mic này, nhưng mà ngày mai chưa chắc đã có cái túi đựng mic này. Đấy, cho nên là mỗi một bộ nó sẽ có cái phần quà nó đi theo khác nhau các bác nhá. Nên các bác xem video, các bác cố gắng xem hết video để xem mình mua được những cái quà tặng, mua mic thì được tặng những cái gì ở trong cái bộ mic của mình đấy, chứ không phải bộ nào bọn em tặng như nhau đâu. Có bộ thì có cái này, có bộ thiếu cái kia các bác nhá. Thì video tặng như thế nào các bác cảm thấy ok thì các bác mua hàng thôi. Ok các bác nhá. Rồi, video của em xin phép được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi video và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.